Để cài đặt webcam mặc định cho máy tính laptop, chúng ta làm như sau. Đầu tiên, các bạn mở My Computer lên. Sau đó, trong cái cột bên trái, các bạn kích chuột phải vào Computer và chọn chữ Manager. Cửa sổ hiện lên. Trong danh sách bên trái đây, các bạn kích vào chữ Device Manager. Sau đó, chúng ta sẽ tìm đến phần Imaging Device. Trong cái mục này, nó sẽ có danh sách các webcam của chúng ta. Các bạn kích vào mũi tên phía trước nó, hiện lên danh sách các webcam. Bây giờ để cài đặt webcam mặc định cho máy tính, thì chúng ta sẽ vô hiệu hóa các webcam khác. Và cái webcam còn lại mà không bị vô hiệu hóa thì đó sẽ là webcam mặc định cho máy tính. Để vô hiệu hóa một webcam bất kỳ thì chúng ta kích chuột phải vào tên của webcam đó, sau đó chọn Disable. Sau đó chúng ta sẽ kích vào Yes. Một số máy tính sẽ yêu cầu chúng ta khởi động lại máy tính thì các bạn sẽ kích vào Yes để khởi động lại. Đây, bạn có muốn khởi động lại máy tính không? Thì chúng ta sẽ kích vào nút Yes này. Sau khi máy tính đã khởi động xong và khi đó thì máy tính sẽ nhận cái webcam còn lại làm webcam mặc định. Chúng ta muốn bật webcam khác lên thì chúng ta sẽ kích chuột phải vào webcam đó và kích Enable để bật cái webcam mà chúng ta đã vô hiệu hóa trước đó.